phải xác định trước này, chúng nó thể hiện qua những cái yếu tố nó phải đồng nhất với nhau này. Đó. À, chỉ có nhóm chị cần xác định lại giúp cô học nhóm một lần nữa để tìm ra tên cái tên thương hiệu bậc thứ hai của các cái nhóm sản phẩm này là được nha năm nha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Rồi rồi con mời nhóm tiếp theo ha. Còn ba nhóm nữa đó, nhóm nào chưa thì các bạn trình bày. Dạ cô Dạ cho cô em cho năm em ba. ba. Xin được thuyết trình ạ. Ok ba. Dạ, xin chào cô và các bạn. Hôm nay nhóm 3 chúng em xin giới thiệu đến mọi người ý tưởng kinh doanh đó là bánh cung đình với câu slogan là bánh cung đình dư vị hoài cổ tâm tình gửi trao. Thì đầu tiên là lý do mà bánh cung đình được ra đời thì theo dòng chảy của lịch sử thì các giá trị truyền thống cổ xưa dần bị mai một và rơi vào quên lãng. Kể cả ẩm thực thì cũng không nằm ngoài vòng xoay này. Trong thời đại mà các loại bánh kẹo công nghiệp nhiều màu sắc, đa dạng đã thay thế dần cho những loại bánh truyền thống, thì chúng em muốn mang lại cho mọi người một chút dư vị hoài cổ về những loại bánh xa xưa nơi đình đài lầu cát. Và đó là lý do thương hiệu bánh cung đình ra đời. Về mục tiêu thì là mang lại cho khách hàng, những đứa con của đất Việt hay là những người bạn quốc tế mà khi đến thăm Việt Nam có thể thưởng thức được những loại bánh ngọt cung đình ngày xưa hay cụ thể hơn là bánh cung đình Nguyễn Triều. À, để nét văn hóa này sẽ được ngày càng lan rộng và được lưu giữ cho đời sau. Về phần ý nghĩa, tên thương hiệu và logo thì xin nhường cho bạn Hân trình bày. Đầu tiên là ý nghĩa tên thương hiệu cung đình, thì nguồn gốc của sản phẩm đây là những loại bánh được phục vụ trong cung đình ngày xưa, được thực hiện bởi những nghệ nhân và công thức truyền thụ từ cung đình xưa. Ý nghĩa của tên thương hiệu cung đình tạo cảm giác uy nghiêm, hoài cổ, dễ nhớ, thể hiện sự tri ân và nhớ về tổ tiên của vùng đất cố đô. Nó chứa đựng những câu chuyện, giá trị văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc. Sau đây là logo của nhóm em. Thì logo nhìn sơ qua giống như một chiếc bánh với hai màu đen vàng đơn giản kết hợp với họa tiết in cổ chìm tạo cảm giác hoài cổ, tinh tế, sang trọng nhưng vẫn để lại ấn tượng dễ ghi nhớ. Hình vương miện hiện đại đại diện cho ba miền với mong muốn mọi người trên đất nước luôn hướng đến những giá trị văn hóa và lịch sử của đất nước. Hình tròn bao ngoài vừa thể hiện sự tròn đầy, vừa là biểu tượng chính cho sản phẩm của thương hiệu. Về bao bì của sản phẩm thì được thiết kế bằng các họa tiết có giá trị lịch sử cao, họa tiết hoa văn tinh xảo trên long bào thể hiện sự uy nghiêm, quyền quý của giới quý tộc hoàng gia xưa, có họa tiết quả Phật thủ trên trang phục Nhật bình công chúa triều Nguyễn thể hiện sự giàu có, vinh hoa, phú quý và là hình ảnh tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, trường thọ. Tất cả họa tiết đều được kết hợp tinh tế, hài hòa trên hộp bánh. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo. Dạ xin chào cô và tất cả các bạn. Tiếp theo em xin thuyết trình về phần 3 đó là đặc tính của thương hiệu. Thì ở trong phần này nhóm em quan tâm đến 5 đặc tính chính để tạo nên cái giá trị của thương hiệu mà nhóm em trình bày. Thứ nhất đó là đặc tính là ngon. Thì bánh cung đình là các được thiết kế ra là các loại bánh có hương vị thơm ngon, làm hài lòng đa số khách hàng. Đặc tính thứ hai đó là lạ. Các sản phẩm của cung đình đa số đã thất truyền từ lâu và rất khó để tìm lại các sản phẩm tương tự ở thương hiệu khác nên nhóm em quyết định là hình thành sản phẩm bánh cung đình này để
truyền tải đến mọi người. Thứ ba đó là sự tinh tế, thì tinh tế từ chọn lựa nguyên liệu, chế biến sản phẩm, đóng gói, thuyết minh nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo cho hương vị của sản phẩm. Các sản phẩm có ngoại hình bắt mắt, hương vị ngon lạ tỉ mỉ, cung cấp nhiều loại hộp được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng. Thứ tư đó là đặc tính chuẩn vị. Thì đặc tính này, các loại bánh đều được chân truyền từ các nghệ nhân xưa để đảm bảo được độ chính xác của hương vị. Thứ năm đó là đặc tính hoài cổ. Thì ở đặc tính này, khi khách hàng sử dụng bánh cung đình sẽ giúp khách hàng thưởng thức, quay ngược lại thời gian, nếm lại hương vị bánh xưa của cha ông chúng ta đã sử dụng. Phần thứ tư đó là định vị thương hiệu. Chuyển slide giùm mình. Tùng ơi. Tôi cần đợi Tôi cần xíu, đợi nó xíu, đang nó bị lỗi. đang bị lỗi. Tiếp theo là phần định vị thương hiệu. Thì ở đây khách hàng mục tiêu mà nhóm em đặc biệt quan tâm tới đó là những người có thu nhập từ trung bình đến cao, những người có sở thích nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam, khách du lịch quốc tế khi đến tham quan Huế và có nhu cầu mua bánh để làm quà tặng cho người thân hoặc là bạn bè. Thứ hai đó là mục đích sử dụng. Mục đích sử dụng của nhóm em khi xây dựng thương hiệu sản phẩm này đó là giúp cho khách hàng thưởng thức để tìm hiểu nền văn hóa cổ xưa của dân tộc Việt Nam. Đồng thời sản phẩm bánh cung đình cũng có thể được mang biếu tặng hoặc là làm quà gửi cho người thân. Tiếp theo đó là đối thủ cạnh tranh. Thì hiện tại sản phẩm bánh cung đình của nhóm tụi em xây dựng thì có rất ít đối thủ cạnh tranh, gần như là không có thương hiệu khác kinh doanh trực tiếp các sản phẩm tương tự. Các đối thủ khác, các nhãn hiệu bánh kẹo trên thị trường, tiệm bánh thủ công nhỏ. Tiếp theo là phần thuyết trình của bạn Tùng. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Về phần chiến lược phát triển thương hiệu trong tương lai thì nhóm em chọn chiến lược phát triển thương hiệu hình ô, thì tất cả các sản phẩm đều được để dưới tên là thương hiệu chung là cung đình. Thì trong tương lai thì chúng em hy vọng là có thể mở rộng sản xuất sang một số sản phẩm khác như là trà hay là hạt sen khô hay là mứt xưa. Thì các sản phẩm này á đều để dưới tên là cung đình, ví dụ như là mứt xưa, mứt cung đình hoặc là trà cung đình. Thì cái chiến lược thương hiệu hình ô này á thì nó sẽ hỗ trợ cho các sản phẩm của cái thương hiệu ở các cái thị trường khác nhau. Phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Em cảm ơn cô và các bạn lắng nghe. Rồi, cảm ơn bài trình bày của nhóm số 3. Ý tưởng cũng tương đối là đơn giản ha, nhưng mà thật ra là nó cũng có một cái ý nghĩa nhất định ở đó. Đó là các bạn muốn hướng về cái việc là bán những cái sản phẩm gọi là giống như là truyền thống ha, truyền thống mà ngày xưa mà vua chúa hay ăn đó, đúng không? Kiểu như là khi mà các bạn nói cung đình cái cô tưởng tượng ngay tới bánh đậu xanh Hải Dương luôn á mấy đứa. Thì về cái tên của các bạn là tên cung đình thì thật ra là tên thì nó có ý nghĩa đó, nhưng mà nếu như thật sự mà chúng ta hiện thực hóa cái ý tưởng này đó
thì chúng ta cũng cần phải lưu ý xem thử là cái từ cung đình này đó, chúng ta tra trong từ điển đó, nó có phải là một cái từ dùng chung không, để thể hiện một cái giống như là một cái từ ngữ chỉ một cái triều đại ha, hoặc là một cái nơi, một cái địa điểm, hoặc là một cái giống như là một cái vùng, một cái hình thức gì đó của vua chúa hay không. Nếu như là một cái từ dùng chung á thì mình sẽ không có được đi đăng ký bảo hộ, tại vì nó là cái tên dùng chung đó các bạn nha, một cái danh từ dùng chung á thì mình không có bảo hộ được. Cho nên là nếu như mà chúng ta hiện thực hóa cái ý tưởng đó thì cô nghĩ là mình phải nghĩ ra được một cái tên khác, có thể là nhiều 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 cái tên ha, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng cái từ cung đình này làm một cái yếu tố gọi là giống như là chứng nhận xuất xứ hoặc là chỉ dẫn địa lý đó các bạn, không ạ? À, thì chúng ta có thể dùng cái từ cung đình này hoặc là cái gì liên quan đến cái triều cổ của các bạn đó, thì chúng ta có thể nghĩ ra một cái từ nào đó và xem thử cái từ đó có dùng được để mà làm cái chứng nhận xuất xứ hay không. Và chúng ta nghĩ ra được một cái tên khác để có thể dễ dàng đăng ký hơn, nếu như chúng ta hiện thực hóa. Còn ở đây về cái ý nghĩa của thương hiệu của các bạn đó, về cái tên đó thì là ok rồi, chúng ta chỉ nói đến cái việc là nếu mà chúng ta làm thật thì liệu có đăng ký được hay không thôi. Về thiết kế logo của các bạn thì về cái cấu trúc về logo đó, ý nghĩa đó thì cũng tương đối là ổn rồi, nhưng mà về cái thiết kế các bạn, cái vòng tròn nó lớn, cái vòng tròn khi mà mình nhìn vào mình cảm thấy là nó lớn quá, nó lớn quá, nhưng mà cái chữ ở trong, cái chữ cung đình ở trong nó lại nhỏ, và nó thêm các bạn đưa cả cái logo, đưa cả cái câu khẩu hiệu vào trong cái logo luôn, thì cái thứ nhất á là chúng ta không tách nó ra được. Khi mà các bạn có thể dùng cái hình, nó kéo cái hình nó nhỏ lại để các bạn in lên trên áo, hoặc các bạn in lên trên một cái cây bút, hoặc là một thậm chí là mình in lên trên cái bánh luôn cũng được, thì cái chữ nó sẽ rất là nhỏ, rất là khó in. Cho nên là các bạn để ý này, cái câu khẩu hiệu á thường là người ta sẽ để ở đâu, để ở dưới á, nếu có tạo, nếu có thì người ta sẽ để ở dưới của cái logo á, để chi khi mà mình cần á là mình cắt cái câu khẩu hiệu ra, chỉ dùng cái logo được thôi. Cho nên là cái câu khẩu hiệu không nên lồng vào luôn ở trong cái logo, bởi vì cái logo là cái nó tồn tại lâu, nhưng mà cái câu khẩu hiệu thì có thể thay đổi. Cho nên mỗi khi nếu như mình muốn thay đổi câu khẩu hiệu thì có phải là nếu như chúng ta lồng luôn vào đó thì chúng ta phải thay đổi luôn cái logo mà, thì nó rất là khó. Đó là lý do vì sao chúng ta nên tách cái logo với câu khẩu hiệu nó rời ra, để mình linh động hơn trong cái quá trình kinh doanh của mình, cái chiến lược của mình. Rồi cái cỡ chữ của chúng ta chẳng hạn, của chữ cung đình á, thì có thể là chúng ta dùng những cái màu sắc hoặc như thế này, nó nổi cái chữ lên, nó nổi cái chữ lên hơn một tí, hoặc cái kiểu chữ cung đình á, thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái nét như thế nào đó để nó thể hiện, nó giống như là các bạn biết cái phông chữ mà nó hơi hơi từ tượng hình không? Thế là cái chuẩn cũng là cái từ cung đình đó, nhưng mà cô thấy có những cái phông chữ hoặc những cái thiết kế người ta vẽ lại á, người ta vẽ lại cái từ cung đình này á cho nó thành dạng như từ tượng hình nhiều hơn, chữ chữ nôm, chữ Hán gì đó đó, thì nó sẽ thể hiện rõ hơn nữa cái đặc tính thương hiệu của mình và cái ý tưởng chiến lược kinh doanh của công ty. Cái thứ hai là các bạn nói tới bao bì, nhưng mà rất là tiếc là không có hình ảnh minh họa ha. Nếu như có hình ảnh minh họa thì tốt quá, thì dễ hình dung hơn. Về đặc tính thương hiệu của các bạn thì các bạn đưa ra tới 5 cái yếu tố luôn: ngon, lạ, tinh tế nè, bốn cái hả, ngon, lạ, tinh tế, hoài cổ gì đó. Thì khi mà các bạn đưa ra càng nhiều đặc tính thương hiệu cốt lõi thì các bạn phải bám theo nó, tức là chúng ta phải dựa trên cái yếu tố đó để chúng ta đảm bảo lúc nào cũng phải bám theo nó được hết á. Cho nên khi mà chúng ta đưa ra đặc tính thương hiệu thì chúng ta phải có một cái tầm nhìn, tức là xem là chúng ta có thể sử dụng hết tất cả những cái đặc tính này vào hay không, nó có gây khó khăn gì cho chúng ta khi mà triển khai hay là không, đúng không ạ? Còn thật ra là khi mà các bạn đưa ra nhiều như vậy, nếu mà thực hiện được thì càng tốt, không vấn đề gì cả nha. Nhưng mà nếu như là nó làm hạn chế, bởi vì là về gọi là cái lạ, cái lạ có nên đưa vào hay không, tức là nó lạ trong cái giai đoạn hiện nay thôi, tức là lạ bởi vì là những cái món bánh cổ đó đó, trước giờ người ta không có đói hoài, người ta không có nghĩ tới để mà ăn nữa,
Thì bây giờ khi đầu tiên mình bán ra thì ai cũng thấy lạ hết á, nhưng mà sau khi mà mình bán trên thị trường một thời gian rồi thì cái bánh đó nó có trở thành lạ nữa hay không, và chúng ta có thể khai thác được cái từ lạ này lâu dài hay không? À, bởi vì là nếu như là những cái món mà người ta đã nghĩ ra rồi ha, và mình đi theo những cái món đó mình làm á, thì nó chỉ có trong một cái cụm, ngày xưa là chỉ ví dụ như là chỉ có 50 món đó thôi, và mình khai thác được 50 món đó hết rồi thì không còn cái yếu tố lạ nữa, thì chúng ta nên nên kiểm soát lại xem thử lạ này có được hay không. Nếu như mà các bạn có thể tạo ra những cái loại bánh mới lạ thì chúng ta nên đưa cái từ lạ này vào, nhưng nó lại bị gì các bạn, lại bị mâu thuẫn với lại là cái định hướng kinh doanh của mình, đó là mình đi ngược thời gian để mình tìm tìm lại những cái công thức cũ. Như vậy thì mình có khả năng tìm được nhiều không, để mà có ngày nào nó cũng lạ hoặc năm nào nó cũng lạ, hoặc là trong cái quá trình kinh doanh của mình vài chục năm lúc nào cũng phải có món bánh lạ đó hay không, thì chúng ta có nên đưa cái từ lạ vào hay không? À, ví dụ như vậy ha. Rồi về định vị thương hiệu thì thật ra định vị thương hiệu là cái cách chúng ta tạo ra sự khác biệt và lưu ở trong tâm trí khách hàng bằng các cái chương trình quảng bá thương hiệu của mình, đúng không ạ? Còn chiến lược phát triển thương hiệu của các bạn là các bạn sử dụng hình ô ha, thì đầu tiên thì cũng ok, không vấn đề gì cả, bởi vì là các cái sản phẩm này thì mình sử dụng hình ô cũng được, tức là mình tập trung phát triển và quảng bá cho cái thương hiệu mẹ thôi, tức là thương hiệu cung đình thôi, rồi sau đó là chúng ta bán bánh cung đình, đậu xanh, bánh cung đình, bánh ít, bánh hỏi, bánh gì 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 đó, sau đó chúng ta phát triển ra dòng trà hay gì đó, nó cũng nói chung là nó gói gọn trong cái vấn đề là sản phẩm về thực phẩm, thì chúng ta sử dụng hình ô luôn cũng được, không vấn đề gì cả. À, nhưng mà nếu như sau này chúng ta kinh doanh ra mấy cái loại mà mỹ phẩm cung đình á, thì tới cái lúc mà mình kinh doanh hết bánh rồi, mình chuyển qua mỹ phẩm á, thì có thể là người ta ấn tượng cái từ nói tới cung đình là nghĩ tới bánh thôi chứ không nghĩ tới mỹ phẩm á, thì cái đó là một cái ví dụ của nhược điểm của thương hiệu hình ô. Nhưng mà nếu như chúng ta xác định là công ty của mình hoặc là ngành của mình bây giờ chỉ kinh doanh về về thực phẩm thôi thì ok, không sao hết. À, đôi khi nào mình mở rộng ra thì mình có thể là phát triển một cái thương hiệu mới, bởi vì lúc đó mình có tiền rồi mà, đúng không? Rồi, cảm ơn bài thuyết trình của nhóm số 3 này. Nhà nhóm 7 chúng nhóm 7 em xin thuyết trình được không ạ? Rồi, được, ở nhóm 7 ha. Dạ cô ơi, theo thứ tự là nhóm 4 á cô à. Tư hả? Vậy thì nhóm 4 đi, cô đâu có Dạ. biết đâu. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ cô ơi, cô có nghe nói rõ không cô? Ờ, nghe rồi và thấy slide rồi nha. Chào cô, thì sau đây em là Nhung, em xin đại diện giúp trình bày về sản phẩm máy chuyển đổi ngôn ngữ em for Translate, và sẽ cùng tìm hiểu ở phần bao gồm lý do của máy chuyển đổi ngôn ngữ đầu cô ơi, em xin lỗi, ở đây tại vì mẹ tiếng có nghe không cô? Không được rõ lắm á, nãy giờ nghe không được rõ lắm, cô tưởng là do mạng của cô. Cho mẹ nghe em á. Dạ để em bài làm không?
Dạ cô ơi. Cô đây. Dạ. Cô nghe rõ không cô? Bây giờ rõ hơn chút, hồi nãy chút xíu rồi đó. Cứ nói đi, khi nào không nghe được nữa thì cô sẽ nói nha. Dạ, dạ em cảm ơn cô. Dạ, em là Nhung và sau đây em xin đại diện nhóm trình bày về sản phẩm máy chuyển đổi ngôn ngữ M4 Translate. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 phần, bao gồm lý do hình thành sản phẩm, tính năng, đặc tính, thương hiệu, giá trị thương hiệu, tên sản phẩm và ý nghĩa thực tiễn của máy chuyển đổi ngôn ngữ. Đầu tiên, đó chính là lý do hình thành sản phẩm, thì với 4 lý do chính. Thứ nhất đó chính là hỗ trợ việc học, là việc tìm kiếm một người bạn có thể nói tiếng nước ngoài, hỗ trợ bạn trong vấn đề học tập. Thì những cái chiếc máy hỗ trợ dịch thuật này sẽ là một cái giải pháp hoàn hảo nhất, và các bạn có thể sử dụng cái thiết bị này cho mục tiêu học tập, giao tiếp tốt hơn và tự tin hơn. Ngoài ra thì còn hỗ trợ đi du lịch. Các bạn muốn đi du lịch nước ngoài nhưng mà không biết ngôn ngữ ở cái nơi mình sẽ đến, hoặc là khi đó thì cái máy thông dịch này sẽ là một cái giải pháp để thay thế cho các thông dịch viên, hoặc là các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu, giao tiếp với tất cả mọi người một cách tự nhiên và thoải mái. Ngoài ra thì một lợi ích nữa từ máy phiên dịch đó là nó giúp ích rất nhiều cho các bạn trong cái cuộc gặp gỡ bàn bạc công việc, và các khi mà gặp cái đối tác đầu tư nước ngoài chẳng hạn, thì điều này nó sẽ mang đến nhiều cái sự thuận tiện, các bạn có thể dễ dàng hợp tác cùng với các đối tác nước ngoài, qua đó là giúp các bạn đẩy mạnh phát triển kinh doanh hơn của đơn vị mình. Hoặc là ngày nay thì các cuộc hội nghị diễn đàn quốc tế thì diễn ra rất là nhiều, thì tuy nhiên thì để mà tham gia thì các bạn cũng phải nghe được, phải hiểu được những gì người khác nói, và thậm chí là phải là giao tiếp được với những người nước ngoài, mà khi đó thì cái chiếc máy phiên dịch này chắc chắn thì nó sẽ mang đến những cái hỗ trợ hoàn hảo dành cho các bạn. Và có thể nói là cái thời gian á nó cực kỳ quan trọng, mà thay vì mà chúng ta sử dụng những cách truyền thống như là bỏ ra hàng giờ để lập từ điển, hoặc là dịch cái từ ngữ để hiểu nghĩa, thì bây giờ cái phần mềm này nó có thể là phiên dịch và thay thế cái công việc truyền thống trước đó, và dịch một cái ngôn ngữ một cách nhanh chóng và đưa ra cái bản dịch gần như là tức thời và chính xác. Lợi ích thứ hai của dịch thuật đó chính là cái mức giá rẻ thì hết sức cạnh tranh. Cái phần mềm này nó không cần một cái khoản đầu tư về lâu dài, nhưng mà cái lợi nhuận thu được á thì nó rất là lớn so với chi phí ban đầu mà bạn bỏ ra. Và lý do là bởi vì khi mà bạn thuê một cái dịch giả chuyên nghiệp á thì người đó họ sẽ tính giá rất là cao dựa trên cái trang tài liệu mà bạn cần dịch, và cái vấn đề bảo mật thì cũng rất là nhạy cảm khi mà không được là một trong những cái khó khăn và khiến bạn e dè khi mà cần thuê một cái phiên dịch. Vì vậy lựa chọn máy phiên dịch là một trong những cái lựa chọn ưu việt và tối ưu nhất. Bên cạnh đó thì có những cái tính năng khi mà cái sản phẩm của nhóm chúng em đem đến cho mọi người, đó chính là người dùng có thể giao tiếp được với nhau dù không sử dụng cùng một ngôn ngữ. Cầm trong tay máy phiên dịch này, chúng ta có thể là giao tiếp được với tất cả mọi người trên thế giới. Và máy phiên dịch M4 Translate này nó tích hợp công nghệ AI và để dịch các ngôn ngữ từ nước ngoài sang tiếng Việt và dịch tiếng Việt ra các ngôn ngữ khác, thì nó có thể là dịch các ngôn ngữ giao tiếp theo ngữ cảnh chỉ trong vòng 2 giây. Rồi nó còn có khả năng phát wifi di động. Bên cạnh đó thì thiết bị này còn có những cái dịch bằng giọng nói, và còn có thể dịch bằng hình ảnh và tất cả. Và có cái chức năng chụp ảnh, quay phim với chất lượng hình ảnh là xuất sắc và sắc nét. Và sau đây nó là một số thông số chi tiết của thiết bị kèm một vài chức năng đặc biệt. Ví dụ như dung lượng pin là 4.000 mAh, thời gian sử dụng sẽ từ 12 cho đến 24 tiếng. Hỗ trợ cái việc mà kết nối Bluetooth, Wi-Fi, 5G, kết nối với điện thoại Bluetooth,
khoảng 100 mét và tất cả các thông báo về tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại thì sẽ được hiển thị trên màn hình của thiết bị. Ngoài ra thì còn có microphone được tích hợp trên M4 Translate sẽ giúp bạn nghe, gọi, để lại là nhắn và ghi âm những cuộc gọi quan trọng. Và bên cạnh đó thì cái tính năng định vị của thiết bị nó sẽ giúp cho người sử dụng biết được cái vị trí hiện tại của họ. Thiết bị phiên dịch này á, nó còn có thể là ngâm nước hoặc là sử dụng trong trong nước, đồng nghĩa là chúng ta có thể mang thiết bị này đi bơi hoặc là đi du lịch chẳng hạn, rất là tiện lợi mà không phải là lo ngại về vấn đề thời tiết. Tiếp theo đó chính là việc mà xây dựng đặc tính thương hiệu. Đặc tính thương hiệu á, về sản phẩm thì sẽ hướng đến một cái sự tiện lợi, thông minh, nhanh chóng, hiện đại và chính xác khi mà nó mang lại cái hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian cho người dùng. Tính cách thương hiệu ở đây á, thì nó là dịch đa ngôn ngữ, có thể giao tiếp mọi người trên thế giới. Như đã nói ở phần phía trước á, thì dung lượng pin cao và có thể kết nối wifi bluetooth chẳng hạn, sử dụng ngôn ngữ AI, dịch thông minh theo ngữ cảnh, nhỏ gọn, màn hình thì lại cảm ứng mang theo cái sự tiện lợi cho mọi người. Ngoài ra thì còn có loa kép và chức năng khử tiếng ồn, và có hai chế độ phiên dịch online và cả offline, và có thể là sử dụng ở bất kỳ đâu. Khách hàng sản phẩm mang lại thì lại là giá rẻ và có cái sự lựa chọn để phân khúc khách hàng. Sản phẩm thì được chia thành hai mức giá, một là cho sinh viên nhưng sẽ giới hạn một số tính năng, và hai là sẽ là phân khúc cao cấp hơn, sẽ được bổ sung một số tiện ích đi kèm khác, như là trên máy sẽ có tên người dùng khi mà khởi động lên và tặng kèm phụ kiện như là bao gia sản phẩm, thẻ bảo hành định kỳ miễn phí hàng hàng tháng. Không chỉ vậy thì thiết bị này nó còn có một cái độ nhạy khá là tốt, phù hợp với những người thích đi du lịch và đi học, đi du học hoặc là đi công tác ở xa. Về độ chính xác của bản dịch thì nó sẽ chuyển từ ngôn ngữ tiếng Anh sang hơn 100 thứ tiếng khác như là tiếng Việt, Nhật, Hàn, Trung, Pháp, Tây Ban Nha, vân vân. Thì và ngược lại thì đều được. Nếu không muốn thì chúng ta có thể tùy chỉnh và setup ngôn ngữ tiếng Việt để tiện cho sở hữu cho cái việc sử dụng của mọi người và tùy theo mục đích của mọi người. Tiếp theo đó là việc mà xây dựng cái giá trị thương hiệu thì bao gồm 3 bước. Bao gồm 3 bước. Bước đầu tiên đó chính là việc mà phân tích thương hiệu chiến lược. Bước thứ hai đó chính là xây dựng hệ thống nhận diện và tổ chức hệ thống thực thi nhận diện thương hiệu. Đó chính là bước thứ ba. Trong bước đầu tiên thì phân tích thương hiệu chiến lược là bao gồm việc phân tích khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh và phân tích bản thân thương hiệu. Phân tích khách hàng thì khách hàng mục tiêu ở đây là những khách hàng có độ tuổi từ 12 cho tới 50. Giới tính thì mọi giới tính, tất cả mọi người đều có thể sử dụng và có thể là có thu nhập khoảng không cần, và trình độ học vấn thì có thể sử dụng cho các bạn nhỏ đang đi học hoặc là những người lớn đang đi làm, và cả những người mà đã nghỉ hưu chẳng hạn, nhưng mà họ thích du lịch nhưng mà họ không không biết sự không có cái họ bị hạn chế về ngôn ngữ chẳng hạn. Thì mục tiêu ở đây đó chính là giao tiếp được với những người nước ngoài, phục vụ cho cái việc công việc, du lịch, giải trí, và kết bạn, hoặc là nâng cao khả năng tiếng Anh hay là vân vân, tất cả mọi thứ. Phân tích đối thủ cạnh tranh đó thì hiện nay trong ngành thì đây là một cái lĩnh vực khá là mới, cho nên là đối thủ cạnh tranh thì chưa có, nhưng mà ở một cái lĩnh vực khác thì có các đối thủ như là cái thiết bị điện tử có thể sử dụng mạng như là điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh, robot vân vân, thì nó có thể dùng để tra cứu Google dịch hay là phiên dịch. Thì đối thủ khác nữa đó chính là ngành phiên dịch, thì họ có thể là thuê phiên dịch viên và mang theo bên mình khi mà làm việc. Tuy nhiên thì đây không phải là đối thủ lớn, là tại vì nó không tạo ra được cái sức ép về không tiện lợi bằng việc mà một cái máy thông minh nhỏ gọn mà chúng ta có thể bỏ bỏ túi hoặc là xách đi mọi nơi. Về bản thân thương hiệu á, thì mục đích là đem con người lại gần nhau hơn, làm giảm đi khoảng cách giữa người với người và không còn cách biệt ngôn ngữ vùng miền, thì mọi người có thể lại gần nói chuyện với nhau mà không ngần ngại như trước kia. Là bước bước hai đó là việc mà xây dựng hệ thống nhận diện, thì bao gồm việc mà nhận diện cốt lõi.
và nhận diện mở rộng. Trong nhận diện cốt lõi thì tầm hướng đến một cái tầm nhìn là trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam mang ngôn ngữ của nước nhà vươn ra thế giới, với cái sứ mệnh là mang lại sự tự tin cho khách hàng. Thì Emporgen Play tạo ra những cái giá trị cốt lõi là chất lượng, sáng tạo và gắn kết. Rồi nhận diện mở rộng thì cái sản phẩm này cam kết sẽ tạo ra những cái đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo cái chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, và bạn sẽ thoải mái và tự tin với một cái đội ngũ nhân viên đó, chăm sóc khách hàng đảm bảo là sẽ tận tâm với khách hàng, làm đúng cam kết và biết trong công việc, luôn đổi mới và sáng tạo. Và tiếp theo bước tổ chức hệ thống thực thi công việc thương hiệu thì em xin dừng lại cho bạn Nhật Quỳnh trước trình ạ. À, xin chào cô và các bạn, thì mình là Nhật Quỳnh và tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục cái bài thuyết trình của bạn Nhung là bước 3 tổ chức hệ thống thực thi nhận diện thương hiệu. Thì đầu tiên là định vị, thì mỗi khi khách hàng nghĩ đến những công cụ dùng để phiên dịch thì trong tâm trí họ sẽ hiện lên cái tên là N4 Translate đầu tiên, bởi vì cái sự tiện lợi, gọn nhẹ và sự hiệu quả mà sản phẩm của công ty chúng tôi mang lại. À, khách hàng chỉ cần một góc nhỏ trong túi là có thể mang đi. Bên cạnh đó thì có dây sạc, chúng có thể sản xuất từng dòng sản phẩm tích hợp với cổng sạc điện thoại, vừa tiện lợi mà không sợ quên dây sạc khi mang đi xa. Và hiện nay thương hiệu N4 Chainlay là thương hiệu độc nhất trên thị trường. Về mặt thực thi thì áp dụng mọi hình thức truyền thông để khách hàng biết đến thương hiệu N4 Chainlay, tối đa hóa hiệu quả của biểu tượng đã xây dựng, tức là đã nói được là phải làm được. N4 Chainlay cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì không được để ra sai sót, và cần phải kiểm tra truyền thông thương hiệu, không để khách hàng hiểu lầm về mục đích của thương hiệu. Phần thứ ba là kiểm soát, thì thực hiện kiểm tra kiểm soát sản phẩm trước khi bán cho khách hàng, xem thử sản phẩm có bị lỗi hay không, hay là có sử dụng được không, có phát hiện các lỗi để kịp thời sửa chữa. Về phần thứ năm là logo sản phẩm, tên và logo của sản phẩm. Thì trên màn hình đây là mình đang chiếu logo của công ty, đó là N4 Genlay với khẩu hiệu là Break All Language Barriers, có nghĩa là phá bỏ mọi là rào cản ngôn ngữ. Thì trong đó Genlay thì có nghĩa là phiên dịch. Ở đây tên thương hiệu thì gồm có Network, Necessary Now và New. Thì đối với tên thương hiệu thì Translate có nghĩa là phiên dịch, Necessary là sự cần thiết của sản phẩm, và máy sẽ chuyển đổi ngôn ngữ N4 Translate sẽ giúp mọi người giao tiếp với nhau thuận tiện hơn, vượt qua rào cản khác biệt về ngôn ngữ giữa các quốc gia trên thế giới. Thì khi mọi người không sử dụng chung một cái ngôn ngữ thì nhờ có cái máy này và có thể giúp đỡ được con người giao tiếp với nhau thông qua cái máy N4 Translay mà không có sự khác biệt về ngôn ngữ, quốc gia, chủng tộc. Về network thì mạng lưới, với sản phẩm thì máy chuyển đổi ngôn ngữ N4 Translay sẽ tạo ra một mạng lưới liên kết giữa mọi người với nhau, hỗ trợ trong việc học tập giao tiếp trong các chuyến du lịch hay tham gia các hội nghị quốc tế, và từ đây có thể đem con người lại gần nhau hơn, tạo ra sự gắn kết với con người. Now nghĩa là hiện tại, luôn sẵn sàng để sử dụng sản phẩm. Máy chuyển đổi ngôn ngữ N4 Translate với sự tích hợp hệ thống ngôn ngữ offline và sử dụng mạng không dây tạo ra sự chính xác với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng, bỏ túi, từ đó luôn sẵn sàng mang theo trong mọi nơi và mọi hoàn cảnh. New có nghĩa là mới, thì với tích hợp chức năng dịch trực tuyến cho không không cần mạng thì N4 Translate sẽ là một cái sản phẩm thường xuyên cập nhật về các chức năng dịch thuật hay các cải tiến chức năng, từ đó đem lại cái trải nghiệm mới cho khách hàng sử dụng sản phẩm. Về ý nghĩa của thực tiễn của cái thương hiệu N4 Translay thì đó là đem con người lại gần nhau hơn, với mục đích không cách biệt về ngôn ngữ, quốc gia, chủng tộc. Con người có thể thoải mái giao tiếp với nhau mà không phải phụ thuộc vào một cái yếu tố phụ như là cái người phiên dịch đứng ở giữa. Thì để đáp ứng được cái nhu cầu lợi ích khách hàng mục tiêu, ý nghĩa thương hiệu N4 Translay hướng tới những điều gần gũi với cuộc sống của khách hàng thì sẽ được họ chú ý tới. Thì đây là một cái tiện ích hỗ trợ con người thay vì mất thời gian để mà thuê một bên khác phiên dịch hoặc
hoặc tốn một cái thời gian lâu để thành thạo một cái ngoại ngữ mới. Thì định hướng đúng mối quan tâm của doanh nghiệp là một nhân viên phải làm công việc mình không thích thì sẽ không đạt hiệu suất tối đa. Tương tự như vậy thì cái doanh nghiệp cố ép làm theo lĩnh vực xã hội quan tâm nhưng doanh nghiệp không quan tâm thì khi hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ thiếu đi cái tâm đặt vào mỗi sản phẩm dịch vụ. Do đó thì các sản phẩm của công ty chúng tôi chủ yếu thì phát triển các công cụ phiên dịch, cải thiện và nâng cao trình độ phiên dịch. Ngoài ra thì nó còn thể hiện một điểm mạnh của doanh nghiệp có khả năng thực hiện hóa, đó là cái máy phiên dịch thời điểm sơ khai đã có như là Google nhưng mà vẫn chưa được hoàn thiện và có nhiều sai sót, thì công ty sẽ phát triển các phần mềm chuyên biệt để có thể dịch hoàn toàn như người thật. Đây là sản phẩm có thể thực hiện hóa được nhờ sự đổi mới công nghệ tân tiến của Internet. Ngoài ra thì gây ấn tượng với đồng nghiệp, nhân viên, đối tác, như là ý nghĩa thương hiệu không chỉ hướng tới mục tiêu là khách hàng mà còn là truyền cảm hứng tới cả đối tác và nhân viên để tạo động lực cho họ. Với thương hiệu N4GenLay thì vừa đọc đã có thể thể hiện rõ được cái mảng phát triển của công ty và định hướng. Đối với cái tên thì rất là dễ nhớ và gây ấn tượng mạnh với người lần đầu tiên biết đến. Bài thuyết trình của nhóm 4 tới đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn bài thuyết trình của 4 ha. Cái chiến lược phát triển thương hiệu của các bạn, cái quản trị danh mục thương hiệu á, thì các bạn sử dụng chiến lược như thế nào? Tại vì mình cũng có nhiều sản phẩm khác nhau mà, đúng không? Chúng ta sử dụng cái chiến lược nào ha? Nhóm 4 ơi, cái chiến lược phát triển thương hiệu của mình á thì sao em? Dạ cô ơi, bên nhóm em là chỉ có hai sản phẩm chính, nhưng hai chia ra làm hai mức giá khác nhau thôi, nhưng chỉ có một sản phẩm chính thôi cô. Tức là giống như là một cái như thế này thôi, đúng không? Hai phiên bản, một cái và hai phiên bản thì mình sử dụng chiến lược độc lập đó cô, không? Tức là một cái thương hiệu, tức là thương hiệu chung là N4GenLay thôi, đúng không? Dạ đúng rồi cô. Nhưng mà ví dụ như nhóm có nghĩ đến cái việc là tất nhiên mình phải có cái sự thay đổi theo công nghệ tích hợp, ví dụ như bây giờ nó như thế này nè, nhưng mà ví dụ như 2 năm nữa là công nghệ nó phát triển, nó ví dụ nó có cái sóng gọi là không phải là sử dụng 3G 4G đâu, nó có cái gì đó thì mình cũng sẽ phải thay đổi cái máy của mình á, thì lúc đó thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Như là mình loại bỏ cái sản phẩm kia và thay thế vào một cái sản phẩm mới luôn hả? Và vẫn giữ tên thương hiệu như vậy, đúng không? Có một cái vấn đề mà nhóm cần lưu ý ở đây nè, là thật ra cái vấn đề này là vấn đề về kỹ thuật thôi. Đó là cái tên N4GenLay của các bạn á, khi mà chúng ta đi đăng ký, gọi là khi mà chúng cái này cái tên thương hiệu á, ví dụ như cái tên Aquafina mình đi đăng ký bản quyền thương hiệu là Aquafina được, hoặc là Omo mình đi đăng ký là Omo được, nhưng mà cái N4GenLay này các bạn đi đăng ký nó sẽ là không được. Đúng không ạ? Ví dụ như là ngân hàng ACB ha, ACB đó các bạn không đi đăng ký cái chữ ACB đó là cái tên của cái thương hiệu được, mà chỉ đăng ký được cái ACB. Bây giờ các bạn lên Google các bạn search cái chữ ngân hàng ACB đi, các bạn sẽ thấy cái chữ ACB đó nó là có những cái màu sắc, nó có những cái đường kẻ sọc, nó có những cái đường nét ghép lại với nhau riêng biệt, chứ không phải là ghi chữ ABC theo cái ký tự ở trong bảng chữ cái à, thì mình mới đi đăng ký được à. Cho nên là ví dụ như khi mà chúng ta mở công ty ra thì chúng ta chỉ đăng ký được đây là công ty trách nhiệm hữu hạn N4GenLay thì được. Nhưng mà các bạn đăng ký cái tên thương hiệu trên cái sản phẩm các bạn ghi là N4GenLay ghi lại không được à. Cho nên là cái mà các bạn có thể đăng ký được đó là cái vòng tròn hồi nãy á, các bạn ghi N4GenLay màu xanh xanh, vừa cái logo vừa cái tên đó, thì các bạn đăng ký được cái đó thôi, chứ không đăng ký được cái cụm này thành cái tên độc quyền của mình được.
Bởi vì sao? Chữ N là một cái tự ở trong bảng chữ cái, phía số 4 là một cái số, và cái chữ translate là một cái từ thông dụng mà sử dụng được rất trong rất nhiều các cái trường hợp. Đó là một cái động từ đúng không? Dịch ra, chuyển đổi dịch ra. Đúng không? Thì những cái từ chung như vậy thì mình không có đi đăng ký cái cụm đó thành của mình được. Thì mình lưu ý cái vấn đề này, đây là vấn đề về kỹ thuật thôi ha. Khi nào mình làm thì mình sẽ thấy được rõ hơn nó như thế nào, nhưng mà ở đây cô chỉ nhắc như vậy thôi, còn ý tưởng của các bạn và mọi thứ thì cũng ok rồi nha. Rồi còn một nhóm nữa, nhóm 7 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mời nhóm 7 luôn ha. Dạ, sau đây em xin đại diện nhóm 7 thuyết trình về sản phẩm của nhóm, sản phẩm thương hiệu của nhóm tụi em. Thì đợt trước là em có nói sơ khảo về món sản phẩm của tụi em là tráng miệng Thái. Rồi sau sau một hồi quyết định bàn bạc lại thì tụi em vẫn quyết định là nhóm của tụi em vẫn giữ quyết định là làm sản phẩm tráng miệng Thái. Ở đây và sau đây nhóm 7 của em, cái sản phẩm của em nó gồm có 6 mục, đó chính là thứ nhất là cái lý do hình thành, cái thứ hai là tên và logo sản thương hiệu, thứ ba là sản phẩm thương hiệu, cái thứ tư là đặc tính và tính cách thương hiệu, thứ năm giá trị thương hiệu, và cuối cùng là chiến lược phát triển thương hiệu. Thì lý do hình thành nên cái ý tưởng này á, là tại thị trường Việt Nam đó, thì ẩm thực Thái Lan đang được đẩy mạnh xúc tiến qua thông qua nhiều chương trình nhằm khẳng định được vị thế của mình so với ẩm thực Nhật và Hàn đang làm mưa làm gió trên thị trường. Và các món ăn Thái được du nhập vào Việt Nam chủ yếu thì thường là gồm các món khai vị như là súp, gỏi hoặc nộm, hoặc món chính như là lẩu chẳng hạn. Và các món ăn đường phố như là xôi dừa bát Thái hay là gỏi đu đủ vân vân. Thì nhưng mà cái món tráng miệng thì chưa có du nhập vào Việt Nam, hình như là hầu như là không có. Và thậm chí trong ẩm thực Việt Nam mà hiện nay có cái món chè mà người Việt hay gọi chè Thái, mà cái ly chè mà dừa, nước dừa rồi sầu riêng, mít đu đủ các kiểu thạch đó, là ở bên Thái cũng không hề thấy. Cho nên là tụi em đã quyết định là dùng các loại bánh tráng miệng Thái này làm sản phẩm với công thức và cách làm truyền thống hoặc cải tiến là nhằm tấn công độ vào bộ bộ vào thị trường Việt Nam, mang lại một hương vị mới cho người Việt. Thì đối với cái tên thương hiệu của tụi em thì tên là Sunrise, có nghĩa phiên âm của tiếng Thái có nghĩa là ngon lành. Thì cái ý nghĩa của nó là khi khách hàng thưởng thức bánh ở đây, họ sẽ cảm nhận được hương vị mới lạ, ngon miệng và cảm thấy an lành trong từng loại bánh. Và câu slogan của tụi em là Sunrise, an lành tịnh tâm trong từng miếng bánh. Thì đối với cái tên thương hiệu tụi em đã dựa theo bốn cái yêu cầu được đưa ra về cách đặt tên, đó là đối với yêu cầu số 1 là ngắn gọn, thì cái tên mà càng dài càng phức tạp thì càng khó để khách hàng nhớ đến, thì tụi em chỉ dùng hai từ Sunrise thì nó rất là dễ nhớ, nó dễ đọc. Cái thứ hai đơn giản là tên có thể dài nhưng dễ nhớ, dễ đọc sẽ hiệu quả hơn tên ngắn nhưng khó nhớ. Thì tên này nó mình chỉ cần nghĩ cái tên đó thôi, mình chỉ cần nói ra cái tên Sunrise nó rất là dễ, mình nói là đây rất là dễ nhớ rồi. Cái thứ ba thể hiện đặc trưng ngành nghề và sản phẩm, thì cái này thì có thể thôi, tại vì nếu như Sunrise nghĩ là ngon lành thì chưa chắc là khách hàng họ sẽ nghĩ ngay bánh đầu tiên, mà họ sẽ nghĩ ngay những món ăn khác chẳng hạn, hoặc là nghĩ ngay một cái gì liên quan tới nhà hàng. Và cái cuối cùng là khác biệt, thì một tên hoàn toàn duy nhất giúp bạn có thể bảo hộ và ghi dấu ấn của thương hiệu, thì tên này hoàn toàn phù hợp để bảo hộ. Về đối với logo thương hiệu thì mọi người có thể thấy ở trên màn ảnh, thì cái hình ảnh nó hơi bị lỗi một tí nhưng mà vẫn thấy rõ được cái cấu trúc của nó. Thì cái cấu trúc của nên tụi em thiết kế dựa trên 3 tiêu chuẩn, thì thứ nhất là có biểu tượng hay là một cái gì đó thể hiện nước Thái thì tụi em sử dụng con voi để làm biểu tượng. Cái thứ hai là có món tráng miệng, thì đây ở trên này có món tráng miệng ở trên. Cái thứ ba là sử dụng tông màu đất chủ đạo thì nó thể hiện được cái nét đặc trưng cổ xưa của Thái. Đây,
Đây là cấu trúc của nó và có tên thương hiệu nằm ở phía dưới. Đây là kiểu và bakery. Thì sản phẩm thương hiệu của tụi em là chủ yếu là bánh ngọt và các món tráng miệng truyền thống của Thái. Và nó sẽ theo ba tiêu chí, đó là sản phẩm bánh ngọt làm tại xưởng là bakery, và sản thứ hai là sản phẩm bánh ngọt tiệc cưới wedding, và thứ ba là sản phẩm bánh ngọt đường phố street food. Thì đối với Sunrise Bakery thì tụi em sẽ làm nguyên một cái menu, một cái thực đơn với gồm nhiều loại bánh khác nhau, và đây là một số ví dụ điển hình cho những loại bánh mà tụi em sẽ làm và đem tung ra thị trường. Từ Lukuk cho đến những cái tên tiếng Thái thì tụi em sẽ phiên âm ra thành tiếng Việt, như là Lukuk sẽ là bánh đậu xanh vỏ thạch, hay Chomoran là bó hoa tím chẳng hạn. Thì đây là một số món bánh đặc trưng của nhóm của tụi em, thì ví dụ như là dông tiết, dông tóc, pho tông là bánh trứng ngọt ngào. Đây cái hình bên này thì dông tiết là cái hình đóa hoa, còn dông tóc là cái hình hạt đậu, còn cái pho tông là cái hình tơ bánh tơ. Thì loại bánh này được làm từ trứng cuộn cùng với bột nếp và đường, thì bánh có đủ các hình dạng khác nhau như hình tròn và hình sợi như hồi nãy em đã có kể, và khi ăn thì bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào khó quên. Sản phẩm bánh thứ hai của tụi em đó là Boulan Dumas, là vầng trăng giạt mây. Đây cái hình như thế này thì là món, đây là cái có nghĩa là Boulan có nghĩa là mặt trăng. Thì bản thân món này sẽ sử dụng hoa đậu bí tượng trưng cho mây đêm và lòng đỏ trứng tượng trưng cho mặt trăng, nhìn rất là đẹp. Và cái món bánh thứ ba đó chính là Chomoran, là đóa hoa tím. Thì nhìn cái bánh được nặn thành cái hình hoa màu tím như thế này, thì là bột bánh, nó là bột bánh dẻo thơm ngon nhưng bên trong là thịt và bên ngoài được nặn hình hoa, nhìn rất là đẹp. Và tiếp theo sau đó là phần bánh cưới của tụi em. Thì bánh cưới của tụi em thì tụi em phát chưa tụi em sẽ không có đề cập mạnh về phần này, thì nó sẽ kiểu như tụi em chỉ đề cập ba loại bánh cưới chủ yếu của Thái Lan nằm ở đây. Thì đây là ba loại mà tụi em, ba cái sản phẩm tụi em sẽ trưng ra. Đây là sản phẩm thứ nhất là phô thông, sản phẩm thứ hai là bánh cha mông gút, và thứ ba là bánh fry dry. Thì vì thời gian có giới hạn nên có gì mọi người thể lên Google search chi tiết hơn về những loại bánh này. Và đố thứ ba là Sunrise Street Dessert, thì là món tráng miệng đường phố. Sunrise món tráng miệng đường phố thì đây là menu của tụi em, thì gồm có không chỉ ngoài bánh ra thì tụi em còn có những loại món tráng miệng đặc trưng của Thái khác như xôi xoài, kem dừa hay là choco canna vân vân. Và đây là một số hình ảnh của các sản phẩm của Sunrise Street Dessert, thì đây gồm có bánh lưu cốt. Thì những cái loại, mấy cái loại sản phẩm như thế này là đều là những loại dễ làm và không tốn thời gian, có thể thực hiện tại chỗ vân vân. Về đối với đặc tính thương hiệu thì từ khóa tụi em dùng cho cái này đó chính là từ truyền thống. Thì đặc tính thương hiệu tụi em xác định qua 4 mục tiêu như sau. Thứ nhất là tạo dựng tính xác thực đáng tin cậy. Thì tụi em muốn tạo ra một cái hình ảnh mang đậm nét Thái cổ xưa, thì nó điều đó nó sẽ dễ tạo cho khách hàng, tạo được cái sự ấn tượng trong lòng khách hàng lâu dài, chứ không phải là trang phục tạm tạo nên vì mục đích tiếp thị hay quảng cáo thời vụ. Thì cái tiệm bánh với logo của tụi em sẽ được thiết kế theo đúng phong cách xứ sở chùa vàng hồi nãy mọi người có thể thấy ở trên cái logo. Cái thứ hai là mang lại sự rõ ràng thông suốt, thì làm cho khách hàng khi nghe tên được cái thương hiệu đó là biết ngay được thương hiệu đó đang làm là ra sản phẩm gì. Sang ra nghĩa là ngon lành thì có thể nghĩ ra được tới bánh liền. Thứ ba là mang lại sự đơn giản, thì là các quyết định khi mà đã có quyết định rồi là tụi em sẽ làm món tráng miệng về Thái, thì là các quyết định liên quan đến nó về thương hiệu và marketing sẽ dễ dàng tiến hành hơn vì đã có sẵn cái khung định hướng. Và cái cuối cùng là mức độ nhận diện thương hiệu, thì là tụi em sẽ khi mà tụi em bắt đầu quảng bá sản phẩm, thì tụi em quảng bá thương hiệu sản phẩm, thì tụi em sẽ quảng bá mạnh trên các nền tảng xã hội như trang web, mạng xã hội, trang web, rồi các catalog, danh thiếp vân vân. Về tính cách thương hiệu thì tụi em đạt theo đúng ba tiêu chuẩn như sau, thì là đáp ứng được yếu tố sản phẩm giống như quảng cáo, hình ảnh quảng bá, không có mang tính chất minh họa, nghĩa là sản hình thật và sản phẩm thật, thực tế thật.
đảm bảo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng, món ăn phù hợp với khẩu vị của người Việt nói riêng và cả thế giới nói chung. Và cái cuối cùng là nhân viên phục vụ nhiệt tình, hiệu quả, mang lại sự thấu hiểu cùng với phong cách thái mới lạ. Rồi về các qua các app đặt hàng thì đối với logo thương hiệu thì avatar là logo của tiệm bánh và quảng bá thương hiệu trên mọi nền tảng qua các app đặt đồ ăn. Thì giao diện của nó sẽ là mở màn là những cái hình ảnh qua các app đặt đồ ăn như là Now hay là Grab Food vân vân. Qua về cái giao diện thì mở màn là những hình ảnh thái, tiếp đến là các sản phẩm của ba dòng sản phẩm đầy đủ từ dòng sản phẩm của bakery, sản phẩm của wedding và sản phẩm của street dessert. Về cuối cùng là hình ảnh thì sản phẩm bắt mắt sử dụng hình ảnh logo in trên các bao bì, tem nhãn và hộp đựng. Đúng theo tiêu chuẩn quảng bá thương hiệu, quảng bá cái thương hiệu của tụi em ra bên ngoài. Đối với giá thành thì tụi em đáp ứng theo mục đích là giá cả phải chăng phù hợp với mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên thì tùy từng món tráng miệng, tùy từng loại bánh mà tùy từng loại dịch vụ, thậm chí tùy từng cái cách làm nó sẽ có mức giá khác nhau và sẽ định giá thêm nếu có các yêu cầu khác về ví dụ như là biểu diễn ẩm thực đường phố, xem các nghệ nhân làm bánh thủ công truyền thống làng nghề hay là tham quan giới thiệu từng loại bánh Thái truyền thống khác nhau. Đối với các bước tạo ra giá trị thương hiệu thì tụi em đáp ứng 4 yêu cầu. Về giá cả thì là nên điều chỉnh cao hay là thấp, vì mới mục đích là điều chỉnh sao cho vừa đạt được doanh thu mà vừa hài lòng với khách hàng. Cái thứ hai là đối với khách hàng thì chủ mình bán chủ doanh số doanh thu đạt được chủ yếu từ đâu, từ khách địa phương hay khách du lịch, thì bên nào thấy tiềm năng hơn phát hiện rồi điều chỉnh cho cân bằng cả hai bên. Còn với hướng về điều gì, sứ mệnh thì với mục đích hướng về điều gì thì chúng em sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng an toàn hướng đến nhu cầu của khách hàng. Về đối thủ cạnh tranh thì mạnh hay đối thủ cạnh tranh như thế nào, thì thật ra thì đây cái món bánh này tụi thì mới du mục thì chưa hẳn là sẽ có đối thủ cạnh tranh, nhưng mà sẽ nếu như mà tụi em sẽ để lộ một sơ hở gì đó thì nó sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh dựa trên như thế nào. Nếu như mình đang phát triển mạnh thì sẽ điều đó cũng chưa thì mình có thể bỏ qua được, nhưng đối với việc mà mình bị flop flop ế nó không thành công á, để cho đối thủ vượt mặt thì tụi em sẽ có những cách ứng biến khác, ví dụ như sáng tạo lại công thức mới chẳng hạn. Với các cách tạo ra giá trị thương hiệu thì cũng theo đúng 4 yêu cầu. Đó là thứ nhất là truyền đạt lợi ích thì mang lại cho khách hàng một hình ảnh thương hiệu độc đáo, ấn tượng, làm sản phẩm được tin dùng. Thì tụi em sẽ quảng từng loại bánh khác tay, tại vì đây là bánh tươi dùng trong một thời gian ngắn, thì tụi em sẽ phục vụ cho khách hàng kiểu như là tem quảng bá cái logo của mình, tác động mạnh vào cái việc là quảng bá logo, ví dụ giống như là từ cái hộp bánh, từ cái bao bì sản phẩm đều có logo kiểu như thể hiện rõ nét nhất có thể để khi khách hàng họ mua họ sẽ nhớ ngay. Cái thứ hai là việc đơn giản hóa thì là truyền tải được một cái điều gì đó có khả năng cộng hưởng về mặt cảm xúc, đồng thời ý tưởng thương hiệu phải phù hợp, truyền cảm hứng và có liên hệ độc đáo. Thì có qua cái câu slogan của tụi em thì có ghi là sunrise an lành và tịnh tâm trong từng miếng bánh thì cũng đã thể hiện rõ nét điều này. Về truyền thông thì phải mạnh, thì có thể nếu như tụi em mà có thể sẽ dành một khoản tiền nguồn vốn để đầu tư cho một hệ thống truyền thông hiệu quả, điều này nó sẽ giúp cho nâng cao được cái doanh số dài hạn. Và cái cuối cùng là các sản phẩm tụi em sẽ xúc tiến ưu tiên cho việc dùng sản xuất các sản phẩm dùng thử thông qua các sự kiện, các event, các bữa tiệc buffet hoặc là các hoạt động du lịch, giao lưu thương mại vân vân. Đối với các chiến lược phát triển thương hiệu thì tụi em có hai phương án, thứ nhất là chiến lược sử dụng mô hình nối tên thương hiệu và thứ hai là chiến lược phân loại theo nhóm dòng sản phẩm. Thì đối với chiến lược sử dụng mô hình nối tên thì như đầu đề hồi nãy mình có nói là sẽ phát triển theo ba hạng mục và tụi em có thể nối tên như thế này. Hồi nãy cái logo hồi nãy có cái chữ Sunrise ở phía dưới cùng là có chữ Bakery, thì tụi em đến lượt Sunrise Wedding thì tụi em chỉ cần thay chữ Bakery thành Wedding. Đây, ba hạng mục của nó như sau: Sunrise
Bakery, Sunrise Wedding và Sunrise Street Dessert. Thì theo cái tính toán của tụi em á, thì là sẽ giữ nguyên vẹn logo thương hiệu của ba đứa nó. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là có một trụ sở chính sẽ kiêm ba cả ba loại mô hình này. Thì cái trụ sở chính này có thể giúp cho việc gì ta, khách hàng họ mua và đồng thời họ sẽ biết được rằng mình gồm có những mảng nào. Cái thứ hai là có sẽ thể tham quan được cái hoạt động của nhóm của em. Thứ ba thì mô hình này thì phân ra các chi nhánh khác chuyên một mô hình riêng biệt, thì sẽ có một cái tiệm bánh bakery riêng, một cái tiệm bánh cưới riêng và một cái, và những cái quầy street dessert riêng. Cái thứ ba là mỗi mô hình sẽ có cách quảng bá giới thiệu thiết kế cafe sheet hay là brochure rồi catalog khác nhau. Đây là một cái một vài thiết kế ví dụ điển hình cho tụi để tụi em có thể áp dụng làm những cái mà danh thiếp cả visit để giới thiệu khách hàng. Và phân tối thứ hai là phân loại theo nhóm về dòng sản phẩm, thì tụi em sẽ phân loại cũng hai nhánh. Thì phân loại thứ nhất là bánh và cái món tráng miệng khác, thì các sản phẩm bánh được phân loại riêng và các loại món tráng miệng khác như là xôi, kem chè của Sunrise Street Dessert sẽ được phân loại riêng. Và cái thứ hai thì phân loại theo chủ đề, ví dụ giống như là chủ đề về các lễ hội của Thái sẽ dùng những loại bánh nào, rồi tổ chức một cái lễ hội ví dụ như là chủ đề về mùa bốn mùa, ví dụ như là lễ hội mùa hè vân vân, thì sẽ dùng những loại bánh khác nhau. Rồi chủ về thường ngày hoặc là sự kiện event và các hình thức hoạt động khác. Và đây là bài thuyết trình của nhóm chúng em. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Em xin kết thúc. Cảm ơn bài thuyết trình rất là chuẩn bị, rất chu đáo, rất là kỹ của nhóm số 7 về cái sản phẩm mà các bạn cũng đã có ý tưởng từ hôm bữa rồi, đó là các cái sản phẩm bánh truyền thống của Thái ha. Hôm nay thì các bạn cũng đã hoàn thiện nó rất là kỹ rồi về cả các cái sản phẩm cũng như là các cái chiến lược khi mà chúng ta phát triển cái thương hiệu lên. Thì xem cô có nói lại một cái cái tính cách thương hiệu của các bạn á, thì thật ra là cô nghĩ là nó sẽ thể hiện thông qua hai cái yếu tố chính. Tại vì cái tính cách đó, chúng ta cũng nên sử dụng cái tính từ để chúng ta thể hiện ha, tại vì đó là cái đặc tính mà. Thì những cái gì mà các bạn trình bày đó thì cô cảm nhận được cái đặc tính mà cái tính cách của các bạn thể hiện ra trong cái quá trình mà các bạn làm là uy tín và nhiệt tình, đúng không các bạn? Ví dụ như là đảm bảo là nguồn gốc nguyên liệu này, đảm bảo là cái quảng cáo như hình ảnh này cũng giống như là khi mà chúng ta ăn ở ngoài nó giống như thật ha, rồi là nhiệt tình, quan tâm đến khách hàng trong việc phục vụ vân vân đó. Thì cô nghĩ cái tính cách ở đây là các bạn xây dựng một hình ảnh, một cái cửa hàng hoặc là một cái thương hiệu mà có cái độ uy tín và rất là nhiệt tình trong cái quá trình chăm sóc khách hàng. Thì thật ra đây là hai cái yếu tố nó phù hợp trong cái nhóm sản phẩm ở cái ngành thực phẩm. Về cái câu khẩu hiệu của các bạn đó, thì khi mà chúng ta đọc cái câu khẩu hiệu lên thì chúng ta có cảm giác là những cái sản phẩm này nó có một cái, tại vì an lành tịnh tâm trong từng miếng bánh, thì chúng ta cảm giác là những cái món bánh này tức là cái cảm giác của người đọc được với nha, của khách hàng á, là cô này, là những cái sản phẩm này kiểu như nó rất là tinh tế, nó rất là sử dụng những cái nguyên liệu hoặc là những cái cách chế biến mà nó thân thiện, nó lành tính, nó tốt cho sức khỏe ha. Cái cảm giác là như vậy. Thì không biết là cái cảm nhận này nó có phù hợp với cái đặc tính thương hiệu của mình hay là không. Cho nên là khi mà chúng ta nói cái câu khẩu hiệu á, thì nếu chúng ta đem luôn được cái đặc tính hoặc là cái giá trị cốt lõi vào ở trong đó thì càng tốt ha. Tuy nhiên là cái phần bài của nhóm số 7 họ chuẩn bị rất là kỹ ha. Rồi như vậy là chúng ta đã đi xong cái phần trình bày của các nhóm ở cái nội dung đó là các bạn ứng dụng cái lý thuyết vào trong việc các bạn lên ý tưởng thiết kế cho cái sản phẩm hoặc là
cái ý tưởng kinh doanh của nhóm mình rồi, và hầu hết tất cả các nhóm các bạn cũng đều đã có những cái ý tưởng và rất là tốt. Một vài nhóm thì các bạn cần phải bổ sung những cái điều mà cô nhắc các bạn ha, những cái điều còn thiếu, hoặc là cái một số nhóm các bạn bị nhầm lẫn giữa chiến lược phát triển thương hiệu và chiến lược quảng bá thương hiệu á, thì các bạn cũng sửa lại ha. Và hôm nay thì đây là cái buổi học cuối cùng của chúng ta ở cái môn quản trị thương hiệu này rồi. Không biết là các bạn có cái câu hỏi gì cho cô không ha? Trong khi các bạn suy nghĩ câu hỏi, có vấn đề gì các bạn cần thắc mắc hỏi đó, thì cô dặn luôn các nhóm là các bạn sẽ nộp bài ở hai cái mục mà cô vừa mới tạo. Ở trong mỗi bài thì các bạn đều phải làm gì? Ở trong mỗi bài thì các nhóm các bạn sẽ có một cái gọi là cái bản handout, các bạn ghi ra các cái mức độ tham gia của những thành viên trong nhóm của mình, giống như là môn sale vậy đó. Và các bạn chấm điểm cho các thành viên nếu cần. Còn nếu như cô mở bài ra mà nhóm nào các bạn không có cái bảng này thì cô sẽ chia đều điểm cho các thành viên ở trong nhóm. Thì sau đó các bạn đừng thắc mắc là ô cô ơi, tại vì là em thấy bất công vì nhóm em là chỉ có vài bạn làm, một vài bạn không chịu làm nhưng mà lại bằng điểm nhau vân vân, thì đó là do các bạn không chịu ghi vô cho cô chấm điểm thôi nha. Còn nếu như nhóm nào cảm thấy có cái sự đầu tư hoặc là cái sự gọi là trách nhiệm của mỗi thành viên ở trong nhóm nó không có đều nhau, thì các nhóm các bạn tự họp lại và đưa ra cái bảng chấm điểm đó cho các thành viên trong nhóm vào hai cái bài thuyết trình của các bạn, rồi hẳn nộp lại cho cô ha. Các bạn thêm vào một cái slide nữa và thêm vào một cái bảng nữa trong cái bài Word để mà các bạn nộp cho cô để cô chấm nha. Rồi, đó là cái lệnh dặn dò của cô về nộp bài. Về thi thì nếu như cái tình hình dịch như vậy nó diễn ra thì cả hai môn, cả sale và cả môn thương hiệu, chúng ta đều làm bài theo kiểu làm nộp báo cáo nha các bạn. Không có thi tự luận, tức là không có phải là tới cái giờ đó các bạn ngồi, các bạn làm việc ở trên này 90 phút để các bạn thi, mà là cô sẽ cho các bạn một cái chủ đề gì đó rất là cá nhân, rồi là các bạn sẽ viết theo cái yêu cầu của cô thành một cái bài tiểu luận ngắn thôi, tại vì viết cá nhân thì không có viết dài như là bài tiểu luận nhóm. Cô sẽ cho một vài cái chủ đề nào đó để mà các bạn viết, rồi các bạn sẽ nộp lại cho cô vào cái ngày mà các bạn thi. Đó là cái hình thức thi nếu như mà chúng ta thi online. Còn thi offline thì bình thường thôi, lên trên phòng thi ngồi thi 90 phút mỗi môn, được sử dụng tài liệu ha. Sử dụng tài liệu giấy á, muốn đem cái gì vô bằng giấy thì đem, đừng có đem máy tính điện thoại vô coi là được ha. Rồi các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu như mà các bạn không có câu hỏi gì nữa thì như vậy là chúng ta đã đồng hành với nhau gần cả một kỳ luôn đúng không? Học một lần hai môn luôn. Hôm nay là cái buổi kết thúc của môn quản trị thương hiệu, và chắc là cũng năm cuối rồi, cũng không có gặp lại các bạn ở môn nào nữa hết. Chỉ có là cô đang hướng dẫn một vài bạn ở trong lớp mình về làm chuyên đề thôi. Thì cô cũng chúc các bạn giữ gìn sức khỏe ở trong cái mùa dịch này ha. Đồng thời là năm cuối rồi, cho nên là các bạn cũng cố gắng gặp nhiều may mắn để mà chúng ta hoàn thiện xong tất cả những cái môn học ở trong cái chương trình học đại học của các bạn. Quá trình thực tập của các bạn thì cũng sẽ diễn ra rất là suôn sẻ, rất là may mắn, và tất cả mọi người đều đạt được cái kết quả học tập tốt trong cái quá trình mà các bạn học ở trường đại học Đà Lạt ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi học cuối ngày hôm nay. Nếu như là không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ kết thúc và các bạn ra để điểm danh ha. Cô sẽ điểm danh cho các bạn vào lúc 3:10. Biết là ai có câu hỏi gì không? Cô, hai cái bài tập mà cô tạo trên diễn đàn đó, cô tập cái đó có hạn nộp không ạ? Hay là các bạn cứ xong rồi các bạn nộp đi, cô thì cô chưa có xét cái hạn nộp, chắc là cô chưa có giới hạn cái hạn là nộp vào ngày nào, nhưng mà các bạn cũng cố gắng nộp chứ đừng có để trễ quá nha, để cô còn chấm nữa. Cô sẽ để cho các bạn khoảng cỡ 5 ngày hay một tuần gì đó để các bạn sửa và các bạn hoàn thiện cái bạn nộp lên nha. Dạ vâng ạ. Rồi.
Rồi còn hỏi gì nữa không? Dạ cô ơi, cái bài đó là ai cũng được hay là lục theo nhóm? Nộp theo nhóm, tại vì mình làm theo nhóm mà. Cô có ghi ở trên chỗ nộp bài đó là đại diện thành viên nhóm nộp thôi. Rồi, nếu như không có câu hỏi nào nữa thì tạm biệt các bạn nha. Nhớ ra điểm danh nha.